mọi người ơi, đây cây giống đào hồng nhung em ươm khoảng tầm 2 tuần đó lên hai lá mầm anh em nè mọi người. Nè, trong cây rất xanh tốt nha, số lượng bên em mà rất là lớn luôn, khoảng tầm 20.000 cây giống em đã ươm rồi và tiếp tục em sẽ ươm thêm nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu trên thị trường hiện nay nha. Thì bên em đã bỏ xỉ cho rất nhiều nhà vườn nhỏ lẻ trên cả nước mình rồi. Cây giống đào hồng nhung mình được ưa chuộng bởi nó tán nó đẹp, thêm trái của nó ngon, thơm và bán có giá nữa, nên mình đầu tư giống cây này rất tốt ha. Đào hồng nhung không chỉ là cây cảnh, cây công trình, cây ăn trái mà nó còn là cây lấy gỗ nữa. Gỗ cây hồng nhung là gỗ mun nha mọi người. Đó. Thì gỗ mun mọi người cũng biết rồi, gỗ nó gọi là gỗ quý á. Cây càng lâu năm thì càng có giá trị nên mình cứ đầu tư đi, không bao giờ lỗ đâu. Đây. Cây hai lá mầm nha, thì bên em có đủ kích cỡ cho mọi người luôn. Tức là từ cây từ hạt nè, rồi hai lá mầm nè, 4 lá, cây 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc, cây 1m, 1m2, 2m hay là cây ăn trái thì bên em đều có đủ số lượng nha. Bên em thì bao cây hồng nhung rồi. Thì những clip trước em đã giới thiệu rất là nhiều luôn rồi, mọi người cũng biết đến em rất là nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên em giới thiệu đến mọi người là cây nhỏ như vậy. Thì thường em không có bán cây nhỏ, do cây nhỏ thì bán giá thành nó thấp quá mọi người. Thì lời cũng không có nhiều cho nên đa số em bán cây lớn hơn. Nhưng mà do nhu cầu của mọi người muốn mua cây nhỏ nên hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái cây nhỏ này ha. Ai có nhu cầu thì em sẽ bán cho mọi người luôn. Giá cực kỳ mềm ha. Mình mua nhiều thì số lượng nó sẽ rẻ thêm. Mua càng nhiều giảm càng sâu. Có tặng kèm phân bón cho mọi người nữa, nên mọi người cứ nhanh tay mình chốt đơn cái cây giống này nha. Đây, đang có ưu đãi rất là lớn luôn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ vào số hotline là 0949 014 604 nha. Em xin chào và cảm ơn mọi người nha.